Bầm với ta xin chào quý anh chị, hôm nay bầm xin phép lên clip test đàn lô đàn tiếp theo ha. Thì đây là lô đàn guitar Nhật. Bầm rất mong quý anh chị theo dõi và ủng hộ. Ai người mới mình chưa đăng ký kênh và like thì cho bầm xin một lượt đăng ký kênh và thích video ha. Rồi bây giờ bầm xin phép vào cây đầu tiên luôn. Rồi ok, đầu tiên bầm xin phép giới thiệu là một cái đàn guitar classic của Yamaha quý anh chị. Cái này là của Yamaha dòng series đời nhị, nghĩa là sau đời Dynamic, trước đời Yamaha dòng C. Cái này sản xuất năm 1973. Rồi thì cái này là series đời như quý chị thấy nè, đời cũng tầm trung cao, cho nên là đầu nó bắt đầu là có hai chị sẽ quạt. Rồi như chi tiết ha, cái này là guitar classic Yamaha G150A đó, sản xuất năm 1973. Thì đàn năm 1973 thì là chung là cái này là khoảng 50 tuổi của anh chị à, 51 tuổi đó, đàn không qua sơn sửa chữa thì nên là chắc chắn sẽ có chày xước theo 5 tháng nha anh chị. Đàn mấy cây này là khoảng năm 1970 là nó sản xuất chỉ có bao nhiêu đó cây và đã ngưng sản xuất, cho nên là nó chỉ coi như là có rất là có giá trị sưu tầm nha anh chị, đã ngưng sản xuất rất là lâu rồi, thì thị trường bây giờ chỉ còn có bao nhiêu cây thôi à. Đó, mặt tốt, đàn có chày xước theo 5 tháng, tuy nhiên là mặt tốt vẫn còn đẹp nữa anh chị, mặt tốt vẫn còn ok. Rồi ok, tiếp theo mặt hông, hông bên phải rồi, mặt đít đàn rồi, hông bên trái mặt lưng đàn. Bên mồm bán đàn không qua sơn sửa chữa nha anh chị, chỉ bán đồ zin thôi, cần đàn, cho nên là đàn sẽ có chày xước theo 5 tháng, tuy nhiên là đàn không có nứt bể gì hết và vẫn còn giữ zin được nguyên cây, zin nguyên bản, bộ khóa zin đầu đàn. Và đặc biệt cái đầu đàn tầm trung cao đó, tối thiểu phải từ G150A này trở lên nè thì nó mới là có sẻ như này, nhưng mà cũng phải tùy năm quý chị, năm cổ là khoảng năm 73 hoặc là trở về trước thì mới có cái sẻ như thế này đó. Cho nên là quý chị mình sẽ thấy có những cây là G180, thậm chí là có cây G cả 200 nhưng mà không có được cái đầu như này đó. Cái đầu có đầu như này thì nó đàn có giá trị hơn. Rồi tiếp theo cần vào phím, cây này cũng sắp vào phím gỗ, cây này phím sắt và phím gỗ, phím cũng gần như là chưa mòn nha anh chị. Đàn classic được cái là rất là lợi thế về cái phím rất là ít mòn, tại vì là cái dây ni lông với dây sắt, còn cái đàn acoustic thì nó dây sắt nó sẽ ăn ma sát với cái này hơn, còn classic thì gần như là ít mòn. Ok, bây giờ mình xin phép đo cần đàn, đo cần đàn và action cho anh chị nha. Rồi ở đây là guitar classic, ở đây là định mức độ cao của guitar classic dây 6 và dây 1, độ cao của dây 6 dây 1 của đàn classic bấm máy xuống cho nó dễ. Rồi đầu tiên là dây 1, đàn chuẩn định mức classic nha anh chị, dây 1 rồi ok, độ cao của đàn classic. Rồi tiếp theo là dây 6, rồi dây 6 cũng bằng định mức ha. Rồi ok, rồi tiếp theo thì bọn xin phép test âm thanh, test âm thanh cây guitar classic này G150A. Nếu mà đàn còn đẹp đó thì cây này nó là khoảng 3,5 triệu, thì cái cây này chạy xứ theo 5 tháng nên là cây này bồng bán giá chỉ 2,350 nha, giá rất là rẻ. Mời quý anh chị nghe âm thanh. Thank you.
mình đang gọi là test cho anh chị qua cái dây loại thường thôi. Dây này là 30.000 một bộ, cái đó là bồn giá bồn nhập sĩ. Thì ở ngoài thị trường bán cái dây này rơi vào khoảng gần 100.000 ha. Đó, khoảng 8-90 gì đó, gần 100.000. Nói chung là dây loại thường thôi. Thì nếu mà quý anh chị mình vô cái dây tốt hơn thì nó sẽ, chắc chắn nó sẽ còn cho ra âm thanh hay hơn nha. Rồi, bồn xin phép lên một cây đàn guitar Nexus Nhật, nghệ nhân khá là đặc biệt ha. Thì cái nghệ nhân này, đàn nghệ nhân á thì quý anh chị biết là người ta làm ra, thì nhìn tem quý anh chị biết làm ra là để nhu cầu chơi và sử dụng cho người Nhật. Người ta không có nhu cầu để kinh doanh mua bán, không có dùng làm cái đồ mua bán, dùng nghĩa là dùng cho người ta chơi, nên là rất là đầu tư về kỹ thuật và âm thanh. Thì và cây này là thập niên cổ rất là có giá trị sưu tầm. Và cái chữ Nhật này quý anh chị đã đưa mình dịch tiếng Nhật ra, hoặc là mình dùng app Google dịch thì nó dịch ra là chữ Takamine nha anh chị, một đây đàn nghệ nhân mà của Takamine luôn. Rồi, cây đàn rất và âm thanh cũng rất là tốt. Rồi, bây giờ mình xin phép vô chi tiết ha. Đầu tiên là mặt tớp. Đàn sẽ có chày xước theo năm tháng nha anh chị. Cây này là nó rơi vào khoảng 40 mấy gần 50 năm tuổi nha anh chị. Một cây đàn 40 mấy gần 50 năm tuổi và đàn không qua sơn sửa chữa thì sẽ chắc chắn là sẽ có chày xước theo năm tháng nha quý anh chị. Một cây đàn rất là cổ rồi. Đó, bên bồn chỉ bán đồ riêng thôi, không có bán đồ sửa, nên là ngoại hình nó sẽ có chày xước. Thì mọi người dành cho quý anh chị nào mình cần tìm một cây đàn, mình muốn đàn siêu tầm và âm thanh, không có quá quan trọng về ngoại hình, với cả là bồn cũng bán giá rẻ thôi. Rồi, hông bên phải. Rồi, mặt đít đàn. Rồi, hông bên trái. Rồi, mặt lưng đàn. Đây, đàn có chày xước ha. Và chỉ nằm ở mức độ là bề ngoài thôi. Đàn không có nứt bể gì hết, không có cấn sâu vào gỗ gì hết. Rồi, cần đàn. Được một cái là cây này mặc dù khá là cổ sưu tầm nhưng mà vẫn còn giữ zin nguyên cây nha anh chị. Vẫn giữ được zin nguyên bản nguyên cây đầu đàn. Rồi, ở đây có chữ Montano mà sao ở trong nãy bồn kêu dịch ra chữ Nhật là Takamine, thì cái này là thương hiệu con ha quý anh chị. Takamine là thương hiệu lớn. Rồi, cần và phím. Cây này phím sắt và phím gỗ, cây này cả phím sắt và phím gỗ, chưa mòn nha anh chị, còn chơi rất là tốt. Và đặc biệt đó là cây này mặc dù là rất là cổ lâu năm rồi nhưng mà cái cần nó vẫn còn thẳng quý anh chị à, còn thẳng và chơi rất là tốt, cảm giác bấm rất là êm. Đó, bầm cũng khá là bất ngờ, khá đặc biệt. Thường những cái cây cổ lâu năm thì cái cần nó sẽ có ít nhiều, nó hơi cong hoặc là nó biến dạng theo thời gian. Đó, nhưng mà cây này vẫn giữ được cái cần rất là tốt, rất là ngon. Rồi, ok, bầm xin phép đo cần đàn và đo action cho anh chị. Rồi, đây là guitar Lexus ha. Guitar Lexus, độ cao dây 6 và dây 1. Và đây bầm sẽ đo chân ngang 12 cho anh chị ha. Đo chân ngang cao, đo chân ngang 12 nằm ngay thùng đàn nha. Rồi, đầu tiên là dây 1 nha anh chị. Dây 1. Dây nằm mé dưới của đỉnh mất ha. Rồi. Rồi, tiếp theo là bọn xin phép đo dây 6 cho người ha. Đây, dây cũng nằm ngay đỉnh mất luôn và nằm mé dưới. Và đặc biệt ở đây mình quay cho anh chị coi, giống như nãy bồn nói thôi. Đây, chuẩn định mất lát xít mà trong khi là cái ngựa đàn ngay đây nè, nó còn nguyên zin luôn, còn nhô rất là cao. Trường hợp có những cây á, có những cây là đã được mài rồi, đã được mài xuống rất là thấp rồi không thể mài nữa nhưng mà action vẫn cao thì cái đó thì là khó, cái đó thì là gần như là bó tay nha anh chị, mình không có hạ action được nữa. Đó, trong khi cái này là action nó đẹp nhưng mà con ngựa còn nhô rất là cao, nghĩa là anh chị mình muốn thấp hơn thì vẫn hoàn toàn mình có thể mài được, do bồn bán nên là bồn không có dám mài để zin. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo bồn xin phép test âm thanh cho anh chị ha. Rồi, cây này mặc dù là bồn đang vô cái dây 30.000 một bộ, dây rẻ tiền thôi, nhưng mà âm bồn nghe cũng khá là ok.
nếu mà quý chính chị mình có điều kiện mình vô giấy tốt hơn thì chắc chắn là nó sẽ cho ra âm thanh hay hơn. Rồi, trước khi test âm thanh đó thì Bồm xin nhắc lại như mọi clip là tất cả clip của Bồm để muốn giữ cho nó mộc mạc nhất, nên là Bồm sẽ không, bên Bồm quay clip là bất kỳ clip nào cũng sẽ không qua bất kỳ một cái phần mềm nào hay là một cái thiết bị trợ âm hoặc là thiết bị hỗ trợ gì đó là không có dùng, thì Bồm chỉ quay bằng cái laptop mộc thôi, thì tất cả âm thanh là mộc như anh chị. Rất là đẹp, âm nó cực kỳ rất là chắc luôn, chắc mà nghe rất là rõ. Rồi cái này là ngăn bảy nha anh chị. Ngoài cái chuyện anh chị bấm rất là mềm á, kẹp rất là mềm, kẹp là ăn đó, thì cái âm nó rất là tốt, âm ngăn cao ngăn thấp nó đều hết đó. Bấm thử cái này là ngăn 7 8 9 10, ngăn 10 đó, ngăn âm rất là đẹp. Đây ngăn 12 ha. Tay của anh chị à. Nói chung là rất là ok. Đó. Âm rất là đẹp. Mấy cây này thì quý anh chị mình mang đàn chơi đi giao lưu với bạn bè này nọ, thì những cái cây mà của anh chị mà mình đàn đẹp á, mình sợ sót mà mình mang đi chơi ăn nhậu á, thì những cái cây này nó vừa âm thanh hay, giá rẻ, mà cái ngoại hình thì nó cũng đi theo năm tháng rồi, nên là nếu mà anh chị mình muốn một cây để nhà và một cây mang đi chơi thì rất là phù hợp ha. Hoặc là cái này giá rẻ anh chị mình có thể mua tập chơi hoặc là tặng cũng rất là giá trị sưu tầm nha. Rồi ok. Rồi ok, tiếp theo Bồm xin phép giới thiệu là một cây đàn guitar Lexus của Yamaha. Cây này model là Yamaha C320 nha quý anh chị. Cái này sản xuất năm 1987. Rồi ok, mình vô chi tiết ha. Đàn 1987 thì năm nay nó khoảng 30 mấy năm anh chị, gần 40 năm tuổi, không qua sơn sửa chữa.
thì đàn cũng sẽ có chạy xước theo năm tháng của chị. Tuy nhiên là cây này là nó trẻ hơn mấy cây trước, cho nên là nó sẽ là chạy xước ít hơn. Rồi, ok, vòng vô chi tiết nha. Đầu tiên mặt tớp còn ok nữa anh chị. Đang có chạy xước, tuy nhiên là cây này thì nó ít hơn mấy cây kia ha, cho nên là nó còn đẹp hơn. Rồi, hông bên phải. Rồi, mặt đít đàn. Rồi, hông bên trái. Rồi, mặt lưng đàn. Rồi, ok, cần đàn. Rồi, khóa đàn, zin một bọt, con sáng sạch đẹp. Đầu đàn. Cây này cần phím sắt và phím gỗ. Cây này phím sắt mà phím gỗ còn nguyên vẹn luôn nha anh chị. Cây này phím sắt và phím gỗ còn nguyên vẹn chưa mòn luôn. Rồi, ok. Tiếp theo mình xin phép đo cần đàn action cho anh chị. Đàn guitar Lexus. Rồi, ok. Đầu tiên là mình đo dây 1 cho anh chị nha. Dây 1 chuẩn định mức. Rồi. Dây 1 chuẩn định mức Lexus. Rồi, tiếp theo là dây 6. Dây 6 cũng vậy luôn, chuẩn định mức Lexus. Rồi, ok. Cái này cần thẳng action chuẩn ha. Bây giờ bọn xin phép test âm thanh cây guitar Lexus Yamaha C320. Cây này bọn bán giá chỉ 2,7 triệu thôi nha anh chị. Cây đàn có kèm theo một cái hộp đàn mỏng như thế này nha anh chị. Rồi, ok, mình xin phép cái này là khi bồn nhập từ Nhật về là nó có kèm cái hộp đây luôn, và hộp ở bên trong nó nhung màu xanh nước biển nha anh chị. Xin phép lấy xuống lấy cái đàn. Rồi, đây là cái nhân vật chính. Thì cây này là một cây đàn guitar Lexus của thương hiệu Takamine. Cái này là Takamine No 30 nha anh chị. Takamine No 30. Rồi, cây này là có hai cái tem. Một cái tem như này quý chị thấy, và có một cái tem là chống giả, có kèm số series và number, nó nằm ở ngay cái guốc đó đằng sau ngay cần đây nè. Rồi, thì bọn xin phép đọc luôn cái số series number cái cây này là 86120654 nha anh chị. Rồi, thì cây này á là cây này bọn cây này là giá, nếu mà giá thị trường, giá đang đẹp là từ 6 tới 7 triệu. Và cái này bồn bán giá chỉ 4 triệu thôi. Tại sao? Tại vì là cái này khi bồn mua bên Nhật, bồn mua giá rất là cao. Tại vì bồn mua để về bán một cây đàn đẹp. Nhưng mà khi về đây như quý anh chị thấy nè,
do là nó bị rạn đẹp, nó rạn theo cái vân gỗ nên là khó là khá nhìn, nên là không thấy. Với lại là đã được làm lại xử lý ok hết rồi nha anh chị. Cái này bầm chỉ báo nghĩa là lúc trước nó từng bị đó, thì là ở đây nó có một cái rạn 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 nhỏ ở trên bề mặt gỗ đó nha anh chị, ở trên bề mặt thôi chứ không phải là nứt. Có nghĩa là ví dụ như cái lớp gỗ nó khoảng 10 đi thì nó khoảng 2-3 ở trên cái lớp mặt sơn thôi, chứ nó không có đi vào xuyên qua gỗ đó, cho nên là không phải nứt. Với lại là đã được làm đẹp ok hết rồi nha anh chị, đẹp ok, cứng cứng cáp, cơ cấu tốt hết rồi đó, thì là đã được làm lại hết rồi, cho nên là còn bán giá trị 4 triệu đó, giá rẻ cho quý anh chị. Mình có một cây đàn tầm trung cao chơi, không có quá quan trọng ngoại hình đó, đã được làm cho anh chị. Còn ngoài ra là cây này cũng không phải là xấu đâu anh chị à, đó chỉ chẳng qua là cái này là bà mua nó bị lỗi vận chuyển thôi đó, nên là phải bán rẻ, bán lỗ sao thu hồi vốn đó. Còn về đàn thì còn đẹp rồi, bầm cho chi tiết ha. Đầu tiên là mặt tớp, ngoại trừ cái này bầm nói ra đó, ngoại trừ cái đó ra thì là đẹp của chúng chị à. Mặt tớp Takamine No 30 luôn anh chị. Sẽ thấy là cái lỗ thác âm của nó, cái viền nó rất là làm đầu tư, nhìn rất là đẹp, rất là tinh tế. Rồi, đây cũng là tầm trung cao rồi. Và bắt đầu là sang một bộ gỗ cẩm nha anh chị. Tầm này là đàn một bộ gỗ cẩm hông bên phải, còn rất là đẹp nè. Rồi, mặt đít đàn, rồi hông bên trái. Cái này bồng bán giá đàn xấu nhưng mà thật ra là nó cũng không phải xấu nha anh chị. Rồi, mặt lưng đàn rất là đẹp luôn, nguyên một bộ gỗ cẩm và còn trong tình trạng tốt này. Rồi, cần đàn, rồi ok, khóa đàn đây tầm trung cao nên là bộ khóa là khóa gòn này, khóa zin nha anh chị. Rồi đầu đàn, cây này phím sắt và phím gỗ, cây này cả phím sắt và phím gỗ còn nguyên vẹn chưa mòn nha anh chị, cần thẳng action chuẩn. Rồi bọn xin phép đo cần đàn và action chuẩn chị cây lát xít này. Rồi trên dây 12 nha, đầu tiên dây 1 trên ngăn 12. Rồi đàn bằng ngay chuẩn định mức lát xít và nằm mé dưới luôn, rất là ngon ha. Ok, tiếp theo mình xin phép đo trên ngăn 12 dây 6. Rồi dây 6 cũng vậy, chuẩn định mức lát xít nằm ở mé dưới luôn. Rồi ok, cái này cần action bấm êm ngon nha anh chị. Rồi tiếp theo bọn xin phép test âm thanh Takamine No 30. Cái này bọn bán giá trị 4 triệu và đàn thiên về thì nó có kèm cái hộp mỏng như lúc đầu mình có quay nha. Rồi. Thịt nguyên khối luôn nha anh chị, nên là từ cái series 30.000 y này trở lên là mặt tớp nó bắt đầu là gỗ thịt nguyên khối. Thank you.
Cuối cùng Bob xin phép giới thiệu là một cây đàn guitar Classic của Yamaha C300 ha, dòng huyền thoại. Và cây này thì là nó khi nó về từ bên Nhật về là nó kèm theo cái hộp, hộp zin theo đàn theo hãng luôn anh chị. Đó. Hộp loại tốt, khóa vàng ha. Rồi ok, cây này thì nó sẽ khác với lại phần còn lại là đàn cây này hoàn hảo từ ngoại hình cho tới âm thanh. Để còn khui cái hộp. Đây hộp bên trong nhung màu xanh luôn anh chị. Ok, để bằng máy ra cho anh chị coi. Rồi. Cái này hộp bên trong như màu xanh nha. Cái này thì là khác với lại phần còn lại. Cái này nó đẹp hoàn hảo từ từ ngoại hình cho tới âm thanh. Bây giờ mình sẽ đi từ ngoại hình trước ha. Cái này là Classic Yamaha C300 dòng huyền thoại. Rất là hiếm hàng. Rồi, đầu tiên là mặt tớp. Đàn còn rất là đẹp nha anh chị. Rất là hiếm cây C300 mà còn đẹp như vậy. C300 bây giờ rất là hiếm hàng rồi. Mà đẹp như vậy là rất là hiếm. Hông bên phải. Cây này là tình trạng khoảng 97-98% nha anh chị. Mặt đít đàn. Hông bên trái. Rồi, mặt lưng đàn. Rồi, cần đàn. Rồi, khóa đàn. Đây là tầm trung cao rồi, nên là khóa zin nó là bên vàng đen. Và khóa còn rất là đẹp sạch. Đầu đàn. Cây này là cần thẳng. Phím, sắc và phím gỗ chưa mòn, còn nguyên vàng. Rất là tốt. Ngoài ra thì đàn ngoại hình cũng còn rất là đẹp. Rồi ok, tiếp theo thì mình xin phép đo cần đèn action của anh chị ha. Rồi, đầu tiên là đây. Dây 1. Rồi, chuẩn định mức nha anh chị. Ok. Tiếp theo dây 6 trên ngang 12 cũng chuẩn định mức luôn. Rồi ok. Cái này đặc biệt ngoài ngoại hình đẹp thì âm thanh nó cũng rất là hay. Cái này dành cho quý anh chị nào mình cần tìm guitar Classic yêu tầm trung cao, yêu cầu ngoại hình đẹp và âm thanh hay ha. Mời quý anh chị nghe em ha. Thịt nguyên khói nha quý vị.
kết thúc video ở đây. Bồm rất cảm ơn quý chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ Bồm trong thời gian qua. Một lần nữa chúc mọi người có một buổi xem livestream vui vẻ và một buổi tối hạnh phúc bên gia đình ha. Xin chào và hẹn gặp lại quý chú anh chị trong những video tiếp theo.